Không phải nói gì thêm nữa rồi các bạn ạ. Khi mà nhìn chiếc xe là các bạn đã biết là chiếc xe nó là chiếc xe quốc dân rồi. Hot on hot. Khi Toyota Cross ra đời thì tất cả các khách hàng đều phải chờ thời gian, thậm chí là còn phải vênh một chút thì mới lấy được chiếc xe này. Thế khi lấy được chiếc xe này vào rồi về rồi thì chúng ta hôm nay sẽ làm một chiếc bản G, bản thấp nhất của chiếc Cross này để xem chúng ta độ được gì trên chiếc xe này. Đầu tiên là ở hình dáng bên ngoài ấy, vì chiếc xe là màu trắng thì chúng tôi chỉ cần phối nhẹ một vài điểm sơn màu đen lên thôi, các bạn có thể nhìn thấy không? Là răng cũng được sơn màu đen này các bạn này. Gương cũng được sơn màu đen này, đèn bóng các bạn nhé. Và toàn bộ phần này mình dán lên. Dán thôi các bạn ạ. Phần này dán lên cho đẹp, chứ sơn thì nó hơi phí cái xe. Dán lên thì chiếc xe nó tự nhiên nhìn trông nó thể thao, nó hầm hố hơn một chút, đúng không ạ? Thì phần đầu tiên là về phần ánh sáng ấy, thì chiếc xe bản G này nó là chiếc đèn halogen, mặc dù là có bi rồi nhưng mà hãng cut option đi vì để làm cho cái giá thành của xe nó xuống để cho dễ chịu, cho nhiều người có thể sử dụng được. Nhưng mà về thì chúng ta rất đơn giản thôi, chỉ cần thay xenon hoặc là chúng ta làm một đôi bi laser lên thì ánh sáng sẽ khác biệt hoàn toàn. Tại vì với bóng đèn halogen ấy thì ánh sáng thì tuy là có vàng nhưng mà độ sáng rất là tối. Nếu mà đi vào những cái đoạn đường mà chúng ta mà thiếu đèn cao áp hoặc đường làng thì rất khó chịu, rất là những người mắt cận hoặc mắt kém nữa thì thật sự luôn là một cái gọi là hơi về tra tấn về đôi mắt để căng ra để nhìn để lái xe. Thì cái việc đầu tiên chúng ta làm việc này tôi nghĩ là cực kỳ là thiết thực. Tiếp sau nữa là chúng ta sẽ có gì ạ? Cốp điện. Chiếc xe này thiếu một cái cốp điện phí. Đấy, bạn nhìn thấy không? Đây này, chúng ta được đèn này. Bạn nhìn này, cốp điện này, mở này. Lắp lên lắp xuống được ngay. Đó. Hít vào rất là êm, ngọt. Và các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đây. Bản thiếu mất cái cảnh báo điểm mù. Thì các bạn nhìn đây này. Đó. Bạn nhìn thấy chưa ạ? Đó. Thì nó chính là phát hiện được ra những chiếc xe mà vượt mình mà bị mất ở những cái điểm khuất không nhìn được, thì cảnh báo khi chúng ta xi nhan hoặc chúng ta chuyển len hoặc đi ở ngoài đường mà có xe máy người ta vượt lên thì chúng ta sẽ biết ngay là chúng ta sẽ tránh được cái hiểm họa mà xảy ra không đáng có khi chúng ta đánh lái sang trái hoặc đánh lái sang phải. Thì cái này cũng là một cái thứ mà bị cắt option ở rất nhiều xe ở Việt Nam mình, rất là phí. Thậm chí cả Mercedes đến Mercedes S-Class cũng bị cắt mấy cái này, nhưng mà bây giờ thì muốn là có rồi, đơn giản không vấn đề gì cả. Ok, và thêm một chức năng nữa là chức năng đá cốp đây, các bạn có thể nhìn thế nào. Ồ, kinh đấy, như xe sang luôn. Vô tổ sư nhà đá. À ừ, thì bao giờ là chủ xe tính. Ờ ok. Và tiếp tục nữa là toàn bộ cái cốp điện này ấy, nó cũng tích hợp ở trên cái chìa khóa zin của theo xe. Thì chúng ta rất đơn giản thôi, chúng ta rồi mở. Xuống. Được. Biết nghe lời phết. Đây, vẫn là chìa khóa zin của xe. Vào phần bên trong thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay, chúng ta đã làm thêm đèn ambient light. Đèn ambient light này là cũng là đèn ambient light là lên đến tận 64 màu và chúng ta có thể chỉnh đổi màu theo app điện thoại, xoay cảm ứng và chỉnh được ngay. Đấy, đâm ra là chúng ta có thể làm được việc đó thoải mái nha. App thì mình cái chỉnh đấy thì mình cũng có thể down thẳng về ở trên cái màn hình Android này và sau đó mình điều khiển cũng là ok luôn. Thì chiếc xe ở trên này thì chiếc bản G này ta thiếu ấy, thì cái màn hình của nó cũng không có. Thế thì chúng ta đã thay đổi nó bằng chiếc màn hình Android của Ability của hiệu của Hàn Quốc.
Thì chúng ta khi mà màn hình Android này làm lên thì chúng ta sẽ có tất cả các ứng dụng, thậm chí là chúng ta lắp chiếc camera hành trình vô đây. Thì chúng ta, các bạn nhìn này, đó, chúng ta nhìn thấy luôn được cả camera hành trình luôn này này, này. Lắp ở trên này và tích hợp luôn với màn hình này, và toàn bộ hiển thị km đi lại, rồi là tất cả giọng nói, muốn cả có giọng nói ở trong có cũng được, không có cũng không sao. Và tiếp nữa là có bộ nhớ bên trong và lưu toàn bộ hành trình của mình. Chiếc camera hành trình là một cái mà thứ mà chúng ta lên là tất cả các xe đều có. Tại vì nếu mà chúng ta sai thì chúng ta xuống xin lỗi cũng như là bồi thường thiệt hại. Còn nếu chúng ta đúng thì chúng ta không sợ ai, những vụ kể cả ăn vạ hay công an bắt vượt đèn vàng hoặc đèn đỏ, chúng ta đều có thể xử lý rất gọn gàng bằng cách là vào đây bấm ngay trên màn hình và mời mọi người vào xem đây ai đúng ai sai, và chúng tôi có vượt đèn vàng hay vượt đèn đỏ hay không thì sẽ hiển thị ngay trên màn hình. Với khung màn hình rộng lên đến 9 inch này thì xem thoải mái, nét căng, các bạn thấy con nhìn này, toàn bộ nét căng 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 luôn. Đó, thì những cái việc này là những cái chiếc xe cross mà những thứ mà chúng ta lên phải đầu tư vì là nó thật sự là hữu ích. Một cái vấn đề nữa là ở trong cái phần xe ấy, thì là chúng ta có cái phần mà absolut lốp. Thì thường thường hồi xưa ấy, thì tất cả các xe ấy, thì là absolut lốp là không có gì cả. Nhưng mà riêng đặc biệt cái xe này nhập khẩu về thì các bạn ạ, rất là hơi buồn cười một chút, nhưng không sao, có còn hơn không, là bên kia đã cho toàn bộ van là bốn lốp, là đã có cảm biến rồi, sóng radar có hết, toàn bộ sóng có rồi, sóng ngắn có hết rồi, nhưng mà thiếu mất cái cục để xử lý. Thì cái cục đó nằm, mà tí nữa sẽ có cái ảnh ở dưới đấy, cái cục này chúng ta được lắp vào, và lắp vào cái là hoạt động ngay, và toàn bộ absolut lốp sẽ hiển thị ngay trên mặt đồng hồ chính luôn của xe. Đóng cửa về đây, các bạn có thể nhìn thấy ngay đó, mặt đồng hồ zin nhá của xe trên này, hiển thị toàn bộ lốp trước, lốp sau, bên trái, bên phải rất rõ, từng mm một nhỏ là chúng ta có đều có thể có ngay. Thì với một chiếc xe cross mà chúng ta mua về thì chúng ta chỉ cần thêm một vài các đồ mà kiểu ứng dụng mà mình, và thứ hai là nó thiết thực so với cái người dùng, thì tôi nghĩ là lên với một cái chương trình mà toàn bộ những thứ như này thì nó là xứng đáng được tiền bát gạo rồi. Rất mong các bạn ủng hộ cho mình clip sau, và nếu có việc gì cần hỏi, chúng tôi chuyên viên tư vấn sẽ trả lời ở dưới những comment của các bạn. Xin chào, thân ái và tạm biệt.